Thế giới đột nhiên thay đổi, khát vọng sinh tồn bùng cháy. Tôi gặp hai người sống sót ở cửa hàng tiện lợi. Một cuộc trò chuyện khiến tôi khám phá ra một bí mật lớn. Người bị cảm trong đợt bùng phát zombie sẽ là người sống. Cặp đôi mời tôi thành lập một đội. Tôi đang cân nhắc xem có nên chấp nhận lời mời không. Rời khỏi cửa hàng tiện lợi, trên đường về bằng ô tô, tôi đã cân nhắc nhiều lần lời mời của cặp đôi. Tôi có nên chấp nhận nó hay không? Trở lại nơi trú ẩn, sau khi cất vật tư, tôi đã có một bữa ăn đầy đủ. Ngồi trên ghế sofa, tôi sẽ sắp xếp những suy nghĩ của mình, lập kế hoạch cho tương lai. Xét theo tình hình hiện tại, thực sự không có quá nhiều zombie ở rìa thành phố. Nguồn cung cấp khá đầy đủ, không khó để thu thập. Nhưng còn một năm nữa hay vài năm nữa thì sao? Sau khi thu thập và tiêu thụ lâu dài, chắc chắn sẽ ngày càng ít. Nơi có nguồn nguyên liệu dồi dào và tập trung nhất nằm ở một số khu thương mại trong thành phố. Có rất nhiều siêu thị lớn ở đó. Khi nguồn cung ở ngoại ô thành phố ngày càng khan hiếm, để tồn tại, mạo hiểm vào thành phố để thu thập vật tư là sự lựa chọn tất yếu. Nhưng gần như toàn bộ zombie trong thành phố đều tập trung ở đó. Trải nghiệm suýt bị bầy zombie cắn trong thành phố vài ngày trước, bây giờ nó vẫn làm tôi sợ hãi. Mặc dù bây giờ có một kho vũ khí, nhưng ngay cả khi một viên đạn hạ một thây ma, thì cũng cần 10 triệu viên đạn. Và hàng trăm ngàn viên đạn tôi có trong kho đây. Còn lâu mới đủ, nếu tôi phải tự mình đi đến thành phố. Rủi ro thực sự là quá lớn. Điều này buộc tôi phải xem xét nghiêm túc. Lời mời của vợ chồng tiến bịp, nhưng vẫn còn chưa hiểu hết và tin tưởng lẫn họ. Đây cũng là lý do tại sao tôi không dám vội nhận lời. Suy cho cùng, trong thời điểm khó khăn này, xây dựng niềm tin không hề dễ. Nghĩ một lúc, do mệt, tôi đã ngủ quên. Trưa ngày hôm sau, chúng tôi lại gặp nhau. Lần này tôi mở cửa, nói chuyện thẳng thắn. Tôi muốn biết kế hoạch tương lai của bạn. Nếu mục tiêu của chúng ta giống nhau, tôi muốn thành lập một đội với bạn. Trong thời điểm khó khăn như vậy, vấn đề ưu tiên hàng đầu tất nhiên là làm thế nào để sống sót. Vì vậy tôi tin rằng mục tiêu của chúng ta sẽ giống nhau. Tôi không bị thuyết phục. Anh ấy tiếp tục. Kế hoạch thực ra rất đơn giản. Có thể tóm tắt trong một câu, đó là tận dụng thời gian ngắn nhất. Dọn dẹp zombie trong thành phố này, tôi đã bị sốc. Có hàng trăm ngàn viên đạn, tôi thậm chí không dám nghĩ như vậy. Sự can đảm của cặp đôi này đến từ đâu? Họ có sức mạnh gì? Tôi trông có vẻ bối rối. Tôi hỏi, tổng cộng chúng ta chỉ có 3 người, tiêu diệt 10 triệu zombie, một kế hoạch điên rồ như vậy. Bạn có chắc là bạn có thể làm được không? Chắc chắn. Mặc dù rủi ro cũng rất lớn, chúng ta đừng nói về chi tiết của kế hoạch. Tôi muốn biết bây giờ, bạn sẽ làm điều đó với chúng tôi chứ? Tôi đã nói chúng ta có thể bỏ qua các chi tiết của kế hoạch, nhưng tôi muốn biết, bạn sẵn sàng chấp nhận rủi ro lớn như vậy, có phải chỉ để sinh tồn tốt hơn? Kể cả khi bạn không hỏi, tôi cũng muốn nói với bạn, tôi có lý do cá nhân để thực hiện kế hoạch này. Vợ tôi đang mang thai, đã kiểm tra 2 tuần trước. Vương Ngạo Thiên cảm động nói, một sự sống bé nhỏ sắp chào đời trong thời điểm khó khăn như vậy, sống sót trong thành phố đầy thây ma này. Với tư cách là cha mẹ, tâm trạng của chúng tôi thật khó tả. Tôi không muốn con tôi sống trong sợ hãi. Tôi cũng không muốn nó chơi đùa trên đường phố. Tôi lo lắng về zombie, vì vậy tôi muốn biến nơi đó thành một nơi an toàn. Trong một môi trường an toàn, cuộc sống cá nhân của chúng ta sẽ trở nên có ý nghĩa. Chúng ta có thể làm nhiều thứ, có thể trồng rau và hoa quả. Bạn có thể cố gắng khôi phục lại thành phố, tìm kiếm nguồn nước giếng an toàn. Khi chúng ta có thể giúp đỡ người khác, cũng có thể chấp nhận những người sống sót khác. Tôi thừa nhận những gì anh ấy nói, làm tôi ấn tượng. Tấm lòng của anh ấy cũng lớn hơn tôi. Điều tôi luôn nghĩ đến là sự tự bảo vệ, còn trong kế hoạch của mình, những ý tưởng của anh là giúp đỡ những người sống sót khác. Im lặng một lúc, tôi nói có, tôi chấp nhận lời mời. Chúng ta hãy hợp tác. Cặp đôi mỉm cười. Chúng tôi đập tay. Từ giờ phút này, chúng tôi chính thức thành lập một đội.